Sống làm sao mới tốt? Có người hỏi, sống làm sao mới tốt? Pháp sư Pháp Chứng bảo, thì nên nghe lời Phật dạy, dùng cái tâm tánh không thể nghĩ bàn và rộng lớn của chúng ta để xưng niệm danh hiệu không thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang A-di-đà. Mỗi khi niệm một tiếng, thì có một tiếng vượt khỏi trần lao. Nguyện cho chúng ta dùng lòng tin nguyện vô cùng vững chắc, trang nghiêm từng danh hiệu A-di-đà Phật. Mỗi mỗi niệm đều chiến thắng tất cả phiền não. Mỗi mỗi niệm đều đầy đủ quang minh tự tại. Mỗi mỗi niệm đều hiện ra trời trong trăng sáng. Dùng danh hiệu bất khả tư nghị này để hội được vô lượng quang thọ tự tánh, cũng như Ngài Ngẫu Ích Tổ Sư nói, chuyển kiếp trượt thành hải hội thanh tịnh, chuyển kiếp trượt thành vô lượng quang, chuyển phiền não trượt thành thường tịnh quang, chuyển chúng sinh trượt thành liên hoa hóa sinh, chuyển mạng trượt thành vô lượng thọ. Niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Đại sư Viên Anh viết, triều Tấn phụng chỉ đào thải tăng chúng, nhưng vì vua vô cùng kính mộ đức của Diễn Công ở Lô Sơn, nên sắc lệnh trừ Lô Sơn ra, tăng sĩ các nơi bắt hoàn tục hết. Thời đó có hai vị tăng, một bị chột mắt, một bị thọt chân. Đây đều là quả báo nghiệp chướng sâu nặng. Sợ bị đào thải, nên hai vị trốn vào Lô Sơn, khẩn thiết xin Diễn Công thâu nạp, y giáo tu hành cho trọn đến già. Diễn Công dạy, phát nguyện rộng tu trì pháp môn niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Tăng chột mắt nguyện đời sau xin làm đại thiện tri thức, hoằng dương tông tịnh độ. Tăng thọt chân phát nguyện đời sau làm chua để hương long Phật giáo. Hai vị tăng này chỉ nhờ vào công đức niệm Phật mà được tiêu trừ nghiệp chướng. Đời sau mỗi người đều được như sở nguyện. Thân sau của tăng chột mắt là Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, một đại cao tăng viết quyển Dạng Thiện. Dạng Thiện là viết tắt của các tập sách Dạng Thiện Tiên Tứ Tập, Dạng Thiện Đồng Quy Tập, Dạng Thiện Đồng Quy Giáo. Thân sau của tăng Thọt Chân là vua Cao Ly, một đời tinh sâu Tam Bảo, hết mình hộ trì Phật Pháp. Vua đã đến Trung Quốc để hộ trì Pháp của Đại sư Vĩnh Minh, do đây pháp môn tịnh độ được thịnh hành một thời vậy. Lại, xưa có chàng đồ tể sống bằng nghề mổ heo. Người vợ tu trì pháp môn niệm Phật. Người vợ thường xuyên khuyên chồng, bảo rằng sát sinh là nghiệp rất nặng, nhất định phải chịu ác báo. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng nên niệm danh hiệu A-di-đà. Người chồng lúc đầu không tin, sau nhiều lần khuyên bảo, chàng ta có chút tin, nhưng vì căn cơ thiển bạc nên thường hay quên, không nhớ niệm Phật. Người vợ thông minh khéo léo nghĩ ra một cách, treo chuông nhỏ trên các cánh cửa, khi gió khua thì chuông phát tiếng leng keng. Bà khuyên chồng mỗi khi nghe tiếng chuông kêu leng keng là niệm một câu Phật hiệu. Hàng ngày như thế, người chồng niệm Phật theo tiếng chuông. Mấy năm sau, người chồng lâm bệnh, thần hồn bị bắt xuống âm phủ. Vua Chim La theo nơi nghiệp định tội, phạt làm súc sinh để đền trả nợ cũ. Diêm La sai quỷ tốt cho ông nhập thai heo. Quỷ tốt cầm chĩa sóc tới, vòng đồng trên chĩa tung lên chạm vào nhau kêu len keng. Vừa nghe tiếng len keng, chàng đồ tể liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc ấy trên đầu mũi chĩa bỗng hóa một hoa sen, nên chĩa không chạm được vào thân. Nhờ công đức niệm Phật ấy mà được thoát kiếp heo, giảng sinh tịnh độ. Đây tức là niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Không xả tình chấp, vào địa ngục không gặp điều lành. Xả tình chấp không nổi, theo thói hư tật xấu gây tội lỗi, phải sa vào địa ngục, không gặp điều lành.
Ở địa ngục toàn những hình phạt khổ độc, khó mà kham được. Nay sớm giác tỉnh niệm Phật, trở về tánh giác sáng lạng, không cấu nhiễm như hư không. Vào cửa không thì không có vật gì, lấy đâu ra địa ngục? Vì vậy tổ sư bảo, Phật đến cũng niệm Phật, ma đến cũng niệm Phật. Phật là bậc giác ngộ, nếu muốn giác ngộ thì phải niệm Phật. Ma tức phiền não hại tuệ mạng chúng sinh, đương nhiên phải dùng công hàng phục chúng. Trong đạo tràng niệm Phật, ngồi bất động niệm Phật liên tục, chắc chắn sẽ gặp Phật. Món quà vô giá. Tịnh độ là món quà vô giá mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho chúng sinh. Thuở xưa, Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia, đến lúc thành Phật rồi, đi du hóa khắp nơi để hoằng pháp độ sinh. Lần đầu tiên Ngài trở về hoàng cung để thăm vua cha. Chiều hôm đó, khi Phật đang thuyết pháp, vua Tịnh Phạn đến bên Phật thưa: Tôi nay đã già, tóc bạc chân run, gối mỏi lưng còng, chẳng sống bao lâu nữa. Xin Ngài chỉ cho tôi một pháp dễ tu, dễ thực hành mà được giải thoát ngay trong hiện đời. Đức Thế Tôn nói: Pháp đệ A Nan trên đường chu quá thường bị ngoại đạo mắng rằng: Thầy ông bất hiếu bạc tình, ta không bao giờ tu theo đạo của thầy ông. Thưa phụ hoàng, Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc vượt thành xuất gia, trong lòng luôn mong tìm được món quà vô giá. Trước dâng lên phụ hoàng và tặng cho Gia Du Đà La, sau là ban cho hết thảy chúng sinh. Mọi vật trên đời đều vô thường biến đổi, chỉ có Phật tánh là thường trụ bất diệt. Vì vậy, bao nhiêu pháp tu không ngoài mục đích duy nhất là nhận được Phật tánh và sống được với tánh Phật, để được giải thoát thành Phật. Nhưng trong các pháp môn tu đó, thì tịnh độ là pháp tu dễ dàng nhất. Vì niệm Phật A-di-đà là làm cho tâm quan tự tánh Di-đà của mình sáng lên. Tiếp tục niệm mãi thì vô minh chức, tự tánh quang minh hiển lộ, lại được Phật A-di-đà thừa bi nguyện mà phóng hào quang tiếp dẫn. Khi được giảng sinh, chắc chắn chỗ tu học một đời thành Phật. Xin Phụ Dương cùng tất cả hoàng thân quốc thích hãy hết lòng tín thọ phụng hành niệm Phật, để tương lai được giảng sinh cực lạc, chấm dứt sinh tử luân hồi. Nếu chúng sinh quyết chí thoát dòng sinh tử, thì phải niệm Phật A-di-đà. Ở giữa biển khổ mênh mông, Phật A-di-đà là thuyền từ, và trong đêm tăm tối của vô minh, Phật A-di-đà là ngọn đuốc sáng. Chúng sinh đang rong ruổi trên con đường nguy hiểm và đang trôi dạt trong biển khổ, cần niệm thánh hiệu A-di-đà thì trong tâm hiển lộ cảnh giới tràn đầy ánh sáng tốt lành, phá tan tâm vô minh đen tối ngàn năm để đạt đến giải thoát. Rốt cùng, con người đã sinh ra đời, ai cũng phải đến cảnh sinh, già, bệnh, chết. Khi chết, nếu không thăng thì phải đọa. Cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh dễ vào mà khó ra, nên phải gấp rút tu hành để mau ra khỏi luân hồi. Đại sư Hám Sơn bảo, cõi này vốn là nơi giả tạm, huyễn thân sao thoát khỏi cảnh vô thường. Thành tâm khuyên thỉnh mọi người chí thành niệm Phật, nguyện sinh tịnh độ, thì nghiệp chướng được tiêu trừ, lâm chung được Phật và Bồ Tát cầm đài vàng tiếp dẫn, vĩnh viễn thoát khỏi vô thường và chứng được niềm vui chân thường. Như vậy há không tốt sao? Kệ viết: Khuyên các anh em sớm tu mau, thời gian không đợi tuổi già đâu, nó tựa mũi tên lao thẳng chút, đã qua rồi thì khó trở lui, đông qua hạ đến thôi già mất, mới đó thanh niên bạc trắng đầu. Câu chuyện giảng sinh biết trước ngày giờ. Đại sư Đàm Hư kể chuyện, một vị sư tên Tu Vô
quê ở Quảng Di. Ngài xuất thân trong một gia đình làm nghề gạch ngói. Vì gia cảnh gặp khó khăn nên làm việc rất gian lao chất giả. Do đó Ngài mới cảm nhận cõi đời vui ít khổ nhiều. Sư phát tâm xuất gia tu hành pháp môn niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 50, Ngài Đàm Khư ở tại chùa Cực Lạc tại Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân thỉnh Pháp Sư Đế Nhàn đến truyền giới. Trong kỳ giới này, Sư Tu Vô đến xin phát tâm hành khổ hạnh, chăm sóc người bệnh. Lúc đó, Pháp Sư Định Tây trụ trì chùa Cực Lạc nhận Sư vào chùa, cho ở một căn phòng ngoại viện. Chưa đầy 10 ngày, Sư lại thưa rằng cần phải đi. Pháp Sư Định Tây bảo rằng, Thầy phát tâm trông coi những người bệnh, sao chưa đầy 10 ngày lại đòi đi? Như vậy tâm Thầy không kiên cố rồi. Sư Tu Vô đáp, tôi không đi xứ nào, mà chỉ về Tây Phương thôi. Thỉnh Sư giám diện mở lòng từ bi, chuẩn bị cho tôi mấy trăm cân củi để thiêu sau khi tôi đi vậy. Pháp Sư Định Tây hỏi lại, vậy khi nào Thầy đi? Sư Tu Vô đáp, trong vòng 10 ngày nữa. Trả lời xong, Sư trở về thất. Ngày thứ hai, Sư lại tìm Pháp Sư Đàm Khư và Pháp Sư Định Tây nói, kính thưa chi vị Pháp Sư, ngày mai tôi đi, thỉnh Pháp Sư chuẩn bị cho tôi một căn phòng và tìm mấy vị trợ niệm để đưa tiễn tôi đi. Sau đó, Pháp Sư Định Tây cho người quét dọn một căn phòng trong nội viện, tìm một số gỗ khô chất thành đống, lại tìm mấy thầy chuyên tu tịnh độ để chuẩn bị trợ niệm. Trước giờ phút giảng sinh, mấy vị trợ niệm nói với Sư rằng, Sư Tu Vô, trước lúc giảng sinh cũng nên làm mấy câu thơ hay mấy câu kệ để lại cho mấy anh em tôi làm kỷ niệm. Sư đáp rằng, tôi xuất thân từ nơi khổ cực, sinh ra đã phải chịu sự ngu dốt, vì vậy thơ kệ đều không biết làm. Nhưng tôi có một câu kinh nghiệm xin đọc lên cho chư vị cùng nghe. Câu ấy là, người nói được mà không làm được không phải là người chân trí huệ. Nói xong, Sư ngồi kiết già, mặt hướng về Tây niệm Phật. Chưa đầy 15 phút sau thì giảng sinh. Từ lúc Sư giảng sinh cho đến chiều, không khí ngoài trời rất nóng, nhưng sắc diện của Sư đầy vẻ thanh thoát lạ thường. Thi thể tỏa ra mùi thơm, khi thiêu hoàn toàn không mùi hôi. Pháp Sư Đế Nhàn đến xem, khen trường hợp hy hữu. Hơn 40 năm trước đây, báo chí Sài Gòn có đăng tin về ông cả thời ở làng Hạnh Thông Tây, tỉnh Gia Định. Ông là một tín đồ Phật giáo chuyên tu niệm Phật, biết trước ngày giờ chết một tháng và đến ngày giờ mất trước 15 phút. Ông từ giã hết thảy mọi người trong nhà, rồi ông đi đến một nơi để xương. Ấy là một cái lu sơn phết được đặt sâu dưới đất từ lâu. Lúc ấy, các con ông lén đi theo phía sau. Đến nơi, ông ngồi vào trong lu, lớn tiếng niệm Phật vài phút. Hào quang từ trên trời phóng xuống, ông liền mất. Niệm Phật sống với tâm hằng sáng. Pháp môn niệm Phật dạy người hành giả sống lại tánh vô lượng quang sẵn có của mỗi người, để phàm phu được đắc độ. Niệm Phật còn gọi là thanh tâm, chính là lìa cái tâm đen tối, sống với cái tâm bao la trong sáng. Nên trong khi niệm Phật không sinh một niệm thứ hai, tức xa rời căn trần, chỉ còn một tánh linh quang rực rỡ, tự tánh A-di-đà hiển hiện. Hành giả niệm Phật sống với giác trí thường chiếu, vượt khỏi sự ràng buộc của tâm thức. Đây là ngõ tắt đưa chúng sinh ra khỏi tam giới. Nói về tâm chúng sinh, như cái gương có hai mặt. Một mặt thâu các bóng trần bên ngoài, hình thành sự nghe hay biết, đó là tâm vụn vặt. Hình thành sự thấy nghe hay biết, đó là tâm vụn vặt. Một mặt không thâu một bóng trần nào cả, trong suốt chiếu khắp, đó là tánh giác. Nay tu là giữ gìn cái tâm thuần khiết ban đầu. Vì hàng ngày chúng ta quên cái cội nguồn xa xôi ấy, lấy cái tâm vụn vặt cho là tâm mình.
Kệ xưa viết: Nhật nguyệt tại đầu non, chỉ người tự mất châu. Mặt trời, mặt trăng ở đầu núi soi sáng muôn vật. Còn mỗi người chúng ta có sẵn một hạt châu sáng ngời, không nhận ra nên chịu cảnh tối tâm. Pháp môn tịnh độ nguyên là tâm tưởng thành tựu, nay đem cái tưởng nhiễm ô sáu trần đổi lấy cái tưởng thanh tịnh của tự tánh, khiến bao nhiêu vọng tưởng phiền não đổi thành tạng tâm sáng suốt. Niệm Phật để tâm hành giả được chiếu sáng, được coi như sự thực hiện cụ thể sống với Phật tánh của chính mình. Niệm Phật không giảng sanh thì đi đâu nữa? Hành giả niệm Phật A-di-đà, âm thanh của người ấy phát ra rồi đi về đâu? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, âm thanh phát ra sẽ đi đến quang minh của Phật. Còn quang minh của Phật sẽ đi về đâu? Quang minh của Phật lại hòa nhập vào âm thanh của quý vị. Khi âm thanh và quang minh hòa vào nhau, nếu không giảng sanh thì đi đâu nữa? Âm thanh dù ít mà biến khắp khôn lường. Sắc thân như con kiến, còn pháp thân như chiếc ghe. Sắc thân nương pháp thân như con kiến nương vào ghe. Ghe đưa kiến đi khắp nơi mà kiến không hề hay biết. Vì sao vậy? Vì kiến nhỏ quá, còn ghe lớn quá. Nay tiếng của ta theo ánh sáng tự tánh đi khắp mười phương mà ta không hay, không biết. Kệ xưa viết, cõi trần tiếng Phật niệm lên, mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Khi niệm Phật, ánh sáng tự tánh phát ra ngoài thân, chiếu sáng ra ngoài không dứt. Niệm Phật làm lớn mạnh ánh sáng trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta. Ngôn từ không phải là vật chết. Ngôn từ chính nó là những nét khoét vào tàn thức. Chúng ta muốn thành ra cái gì, nó thành ra cái ấy. Người niệm Phật là gieo vào tàn thức cái nhân thành Phật. Còn người nói lời thô ác sẽ gieo chủng nhân đọa lạc. Như một tỷ kheo trẻ chê vị tỳ kheo già tụng kinh như chó sủa, sao phải chịu quả báo 500 đời làm chó. Điều cần yếu trong khi niệm Phật là phải tưởng. Âm thanh có hai phần. Một, âm động là âm thanh thành tiếng, sinh liền diệt. Hai, âm ba là vô thanh, làn sóng âm thanh. Khi niệm Phật, người ta chỉ nghe được âm động. Còn phần âm ba là sự rung động của làn sóng âm thanh, ít ai chú ý tới. Hòa thượng Tịnh Không khai thị, câu Phật hiệu từ tâm chúng ta sinh ra, rồi đi đến miệng niệm ra thành tiếng. Dùng danh từ khoa học ngày nay gọi là ba động làn sóng. Vậy khi niệm Phật phải tưởng từ trong tâm phóng ra một luồng năng lượng tỏa sáng khắp nơi, hư không tràn ngập ánh sáng. Ở Nhật, tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm trong diện nghiên cứu về làn sóng cho biết, tâm chúng ta khởi lên một niệm, đây là làn sóng của tâm có vận tốc nhanh nhất so với tất cả mọi vật khác. Làn sóng tức khắc truyền khắp hư không pháp giới, nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Khi chúng ta khởi niệm danh hiệu A-di-đà, Đức Phật A-di-đà ở cực lạc Tây Phương thế giới lập tức nhận được làn sóng. Chúng ta liên lạc nói chuyện với Đức A-di-đà nhanh như vậy. Chỗ động niệm. Cổ Đức dạy, cái bí ẩn của pháp giới này là ở chỗ động niệm. Người trí tuệ động niệm khác với chúng sinh động niệm. Người trí động niệm trở về tánh bao la trong sáng như trăm sông đổ về biển cả. Còn chúng sinh động niệm với tâm thương ghét như biển cả sóng dậy không ngừng nghỉ. Danh hiệu Phật chỉ có sáu chữ mà hiển bày cao siêu kỳ diệu. Người niệm Phật tâm đạt đến chỗ biến khắp mà kẻ phàm phu không thể hiểu được. Mạng lưới tâm thức. Khi tâm chúng ta nghĩ đến cảnh giới nào,
tâm thức của chúng ta sẽ phát sóng đến cõi ấy. Chúng sinh cõi ấy sẽ nhận được làn sóng tin tức của ta. Nghĩ đến quỷ thần sẽ được tín hiệu. 1. Nghĩ đến quỷ, quỷ liền hiện. Ngày xưa, ngài Milarepa vào chỗ núi sâu, thấy có một cái hang âm u. Ngài nói, trong đây chắc có loài quỷ khoáng giả sống. Nói xong, một con quỷ khoáng giả hiện hình đứng trước mặt. Ngài nói, sao hiện ra đây? Con quỷ trả lời, vì ngài nghĩ đến tôi. 2. Nghĩ đến thần, thần hiện. Khi xưa, có một ông tiều phu đốn củi. Chiều về ngồi nghỉ ở miếu sơn thần, than thở thân phận già nua nghèo khổ. Làm cả ngày mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không còn thiết gì đến sự sống. Cầu xin sơn thần đem đi sớm cho khỏe thân già. Ông than như vậy được vài hôm. Một buổi chiều, ông già vừa đặt gánh củi xuống, vị thần hiện ra bảo, hôm nay ta đến đem ông đi đây. Ông già sợ tái mặt, gánh củi mà chạy như bay, không dám ngó ngoái lại. Nói tu là tu những gì? Nói tu hành chính là tu các ý niệm, khiến cho trong tâm hành giả không khởi ra các vọng niệm, nên nói tịnh niệm nối luôn. Làm sao để đạt được tịnh niệm nối luôn? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, chúng ta niệm Phật, Phật là thanh tịnh nhất. Ngoài Phật ra, tất cả đều không thanh tịnh. Nếu tâm của quý vị chỉ niệm Phật A-di-đà, trừ niệm này ra không có niệm nào khác, chính là tịnh niệm nối luôn, ắt là thành công. Pháp trì danh, thầm hợp đạo màu. Khi niệm Phật, khiến cho nơi niệm ly niệm, thầm hợp đạo màu, ngay nơi phàm tâm hợp thánh tâm. Lúc niệm Phật, hào quang của Phật A-di-đà cùng hiển hào quang tâm của hành giả hiệp nhất với nhau, không hai không khác, nên nói trong khảy móng tay liền đến cực lạc. Lúc niệm Phật là lúc tâm ấn phóng quang, người niệm Phật đắc thân quang minh. Ngài Vĩnh Minh dạy, hành giả niệm một câu Phật hiệu có một đạo hào quang phát ra, quang minh này vô tướng, bậc có đạo nhãn mới thấy được. Nó từ trong phát ra, chớ không phải bên ngoài mà được. Câu chuyện ấn báo. Khi xưa, một vương tử ra ngoài dạo chơi, có mang theo ấn báo. Một nông dân thấy được ấn vàng, liền cướp ấn báo bỏ chạy. Vương tử cho 6 người hầu cận cởi 6 con voi đuổi cấp. Người nông dân hoảng sợ leo lên cây, các con voi đến quật cây xuống. Thân thể người nông dân nát nhừ, chỉ còn ấn báo tỏa sáng. Khi chết, thân tứ đại tan hoại, nhưng tự tánh trong sáng còn mãi, như ấn báo vậy. Cái gì không phải Như Lai, đẻo bỏ đi. Một học giả Tây Phương nói, Đức Phật được xem là một nhà điêu khắc đại tài. Đức Phật chỉ vào một tảng đá rắn, Phật bảo khách, trong tảng đá này có một tượng Như Lai tuyệt đẹp. Khách trố mắt ngạc nhiên, Phật liền bảo, trong tảng đá này cái gì không phải Như Lai, đẻo bỏ đi. Đến nhát cuối cùng, một pho tượng Như Lai tuyệt đẹp hiện ra. Giác búa tử thần. Con người khi lâm chung, tử thần sẽ đẻo bỏ thân tứ đại này, vì cát bụi trở về cát bụi. Còn tâm hư vọng cũng đẻo bỏ luôn, duy chỉ còn tâm báu phát sáng, được Đức A-di-đà phóng quang tiếp dẫn về cực lạc, tương lai thành một vị Phật đầy đủ tướng hảo trang nghiêm. Nên nói Phật tiếp dẫn. Vậy khi lâm chung, Phật tiếp dẫn cái gì? Chính là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của hành giả. Niệm Phật có được nhất tâm mới được vãng sinh. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, có nhiều người niệm Phật cứ mơ hồ mình niệm Phật. Lúc lâm chung, Phật A-di-đà liền đến đón mình.
Thật ra phải được nhất tâm bất loạn mới được đón tiếp. Vì sao vậy? Do tâm mình có phát lộ quang minh, Phật A-di-đà mới dõi theo đó, liền đón tiếp sinh về Tây Phương. Nếu các niệm tham, sân, phiền não che phủ lấy quý vị, Phật A-di-đà cũng không có biện pháp gì. Sự cảm ứng giữa Phật và chúng sinh. Chúng sinh nghiệp sâu nặng vẫn là chúng sinh trong tâm A-di-đà. A-di-đà tuy đủ muôn đức trang nghiêm ở cõi tịnh, mà vẫn là vị Phật trong tâm ta. Phải biết sự cảm ứng giao tiếp như nam châm hút sắt. Phật ở Tây Phương Cực Lạc cùng Phật tánh trong tâm ta cảm hút lẫn nhau, đưa thần thức ta sinh về tịnh độ. Đây gọi là niệm Phật, nhớ Phật, hiện tiền đương lai, quyết định thấy Phật, cách Phật không xa. Y vào tâm Bồ Đề mà tu. Bồ Đề là tánh trong sáng, thanh tịnh, vô thủy, vô dung. Từ vô thủy mãi mãi về sau, y vào tánh Bồ Đề đây tu, cuối cùng ai ai cũng thành Phật cả. Ngài Tông Mật viết: Bồ Đề tâm tự thuở nào, xưa nay thanh tịnh lầu lầu cương xưa. Muốn tu chứng đạo chân thừa, Bồ Đề tâm nguyện sớm trưa tu trì. Thấy được thật tướng. Tâm tánh của chúng ta là một mặt biển tâm sáng ngời. Không có một vật nghiệp lực nổi lên thành vô lượng sắc tướng. Nay tỉnh ra thấy lại một biển tâm sáng ngời. Nay nói thật tướng là lìa tướng giả hiện ra tướng thật. Sự vật đặt dưới chiếc mái curtain, thật tướng được phô bày, hình ảnh con người được chụp ra thấy như là mặt trời chiếu sáng, con sâu, con kiến, chiếc lá, hòn đất, vân vân đều chiếu ánh sáng. Ngài Tăng Triệu nói: Nhìn muôn loài như một, một đó là một tánh đại linh quang. Nên tâm phân biệt ngưng, tâm thanh tịnh hiện bài, tức tướng của mỗi vật cùng tồn tại bên cạnh ánh sáng. Thí như một tấm gấm Thượng Hải, trên đó vẽ hình cô gái, hoa cỏ, chim chóc, nhưng sự thật chỉ là một tấm gấm Thượng Hải thôi. Kinh Thất Phật Chú viết: Hết thảy vạn vật đều thành sắc vàng, đây là nhất sắc, ngụ ý vạn vật nhất như. Nhà bác học Newton viết: Có hai thứ ánh sáng. Một, ánh sáng hiện tượng, đó là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và lửa, giúp ích sự sống của con người. Hai, ánh sáng bản thể, đó là ánh sáng gốc làm ra các hiện tượng. Nên nói, cái có hình tướng là ánh sáng đặc. Như vậy, chính ánh sáng làm ra con người, núi, sông, đất đá, vân vân. Đối với người trí thì thế giới này hoàn hảo một cách tự nhiên. Nên nói, khái niệm sai lầm về cái ta và thế giới bên ngoài được lọc sạch, có một cái nhìn hoàn toàn mới, đó là con mắt thanh tịnh được mở ra. Trong diệu trí quan của Phật đều hiển hiện bản thể thanh tịnh, tướng sai biệt biến mất, chỉ còn tướng chân thật hiển lộ bởi đồng một sắc. Thấy được lẽ thật ta với người không hai, ta sẽ phát tâm tùy thuận chúng sinh, lui sụp với chúng sinh để có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Niệm sáu chữ hồng danh gọi là tổng tụng. Sáu chữ hồng danh gồm thâu chân lý của ba tạng kinh điển. Hòa thượng Quảng Khâm năm 95 tuổi, lúc cần giảng sinh, Ngài ra lệnh cho đại chúng đem Đại Tạng Kinh ra tụng. Đại Tạng Kinh nhiều, không biết bắt đầu tụng từ đâu. Đại chúng thưa: Bạch Hòa Thượng, phải tụng quyển nào? Ngài đáp: Tổng tụng. Đại chúng tụng hết Kinh Bát Nhã, Dược Sư, Địa Tạng. Riêng Ngài chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ phân minh, niệm niệm khẩn thiết. Đây là tổng tụng. Kinh nghiệm tôn giáo trong bộ não con người.
tiến sĩ Van Austin, nhà thần kinh học nổi tiếng người Mỹ viết: 22 năm trước đây, trong lúc tôi đang đứng chờ tàu tại một bến xe điện ngầm ở thành phố London, đột nhiên rơi vào tâm lý dị thường mà trước đó tôi chưa hề trải qua. Đó là cái cảm giác mà Austin thấy bản ngã của mình gần như không còn tồn tại nữa. Mọi ngăn cách giữa ông và thế giới xung quanh đều nhanh chóng bị xóa bỏ, giống như sương mù tan biến trong buổi bình minh rực rỡ. Lần đầu tiên trong đời, Austin cảm thấy thời gian không còn hiện hữu nữa, và thay vào đó là một cảm thức về sự vĩnh cửu siêu việt về thời gian. Bao nhiêu cảm xúc tích cực và tiêu cực có liên quan đến bản ngã đều gần như tan biến vào hư không trong sáng. Ông cảm thấy mình như bị đắm chìm vào một thứ ân sủng được tạo ra bởi người đã nhận thức được bản chất và thực tại tối hậu của sự vật. Dùng đất bình an. Trong đây, tánh giác vô giới hạn sẽ đưa chúng sinh đến dùng đất bình an. Vì bản ngã có giới hạn, còn tánh giác vô giới hạn, nên hoàn toàn thoát khỏi sự kềm kẹp của bản ngã. Do vậy, không còn bị cái ngã làm cho mình đau khổ. Tối và sáng, người chưa thấy tự tánh bị cái ngã che đậy như người ở trong căn nhà tối, nhờ vào sáu căn như sáu cửa sổ mở toang, nên phát ra sự thấy biết. Rồi họ nhận sự thấy biết này do thân làm ra, nên sinh chấp ngã, mà ngã ở đâu phiền não ở đó. Này rõ ánh sáng tự tánh gá vào thân làm ra các dạng thấy biết, tự tánh phóng ánh sáng vô giới hạn. Tự tánh vô ngã, mà vô ngã ở đâu thì niết bàn ở đó. Nên hành giả tu tịnh độ, trong lúc thấy biết, chỉ cần tỉnh thức kèm thêm câu Phật hiệu, lúc đó tự tánh của hành giả phóng quang, không bị sự thấy biết chi phối, như mặt trời ra khỏi mây mù. Trong chỗ thấy biết mà thân tâm trong sáng vô lượng, thanh tịnh, giải thoát. Sống và chết. Khi thân thể có sự liên kết với thần thức là sống. Một khi thân này không còn liên kết với thần thức thì chết. Thân chính là sự tập hợp đất, nước, gió, lửa. Nó liên kết với tâm thức trong sáng, thuần khiết. Nếu dùng con mắt tâm thấy được hào quang, thì ta như bước ra ngoài cái tôi để tự tánh tự do vận hành. Dụng cụ riêng biệt của các khoa. Nói về khoa học, khoa nào cũng có dụng cụ cả, nhờ vào diễn vọng kính giúp cho các nhà thiên văn thấy núi lửa trên mặt trăng. Riêng ở lãnh vực Phật giáo, nhờ vào công phu ngồi thiền niệm Phật quán chiếu mà thấy tâm mình sáng vô lượng. Mở cửa căn nhà giải thoát. Câu niệm Phật là chìa khóa giúp hành giả mở cửa căn nhà giải thoát. Niệm Phật khiến cho hành giả vào được bầu trời pháp thân trong sáng. Phàm tiến theo tâm, còn ánh sáng cũng là ánh sáng của tâm. Phật dạy, tư tưởng là ánh sáng. Khi niệm Phật thì ánh sáng phát ra chiếu khắp nơi. Vào cửa không, không có địa ngục. Chúng sinh xả chấp không nổi, tiếp tục theo thói hư tật xấu, gây nhiều lỗi lầm phải vào địa ngục. Ở đây không gặp các điều lành. Nay niệm Phật thành tựu, trở về tánh giác sáng lặng, không cấu nhiễm như hư không. Vào cửa không, không có vật gì, nên đâu có địa ngục.
người niệm Phật liên tục chắc chắn gặp Phật. Thọ trì kinh nào thành Phật? Ngài Thủ Sơn bảo: Thọ trì thứ kinh Bất Nhiễm sẽ thành Phật. Người hiểu đạo không khai tri kiến chúng sinh, không khởi niệm danh lợi, thiện ác, tốt xấu, vân vân, hằng sống với tâm niệm Phật trong sáng, tức vô tâm, mà vô tâm tức đạo. Nên nói vô tâm đạo dễ tầm. Ngài Như Tịnh nói: Nếu thấy tướng di tế của muôn pháp chỉ là ánh sáng, muôn cảnh đối diện chẳng lập danh tướng, mê ngộ không còn, trạm nhiên trong sáng. Tư tưởng như là con đường giải thoát. Hành giả rõ được tâm tròn sáng, dùng tư tưởng như là con đường giải thoát, thì sự tu hành sẽ trở nên dễ dàng. Mỗi ý tưởng khởi lên đều là tia sáng của tánh giác. Hãy sống với sự rộng sáng của tánh giác. Trong đó, hành giả sẽ tìm được sự an lạc và giải thoát, không vướng ý tưởng và khái niệm nào. Bậc trí tuệ vẫn giữ sinh hoạt bình thường, vẫn có tư tưởng và cảm xúc sinh khởi, chỉ kèm theo một sự tỉnh giác thì tánh giác hiển lộ. Ngài Phó Đại Sĩ bảo: Muối hòa tan trong nước, nước vẫn trong gieo. Quyết định là có muối nhưng chẳng có hình dáng. Tâm dương cũng thế, ngụ trong thân thể, ứng dụng ra các căn mà vẫn tự tại vô ngại, trong sáng vô hình. Mái nhà thủng thấy được ánh sáng mặt trời. Tâm người có đủ hai phần: chân và vọng. Phần chân là tánh bao la trong sáng, là bản thể của Phật tánh. Phần vọng là thấy nghe hay biết của tâm sinh diệt, không dính dáng gì tới Phật tánh cả. Chúng sinh còn các nghiệp hoặc trói buộc, không thấy được ánh sáng chân tánh, như người bệnh đau cả năm rù rú ở trong nhà, không hề thấy được ánh sáng mặt trời. Niệm Phật chí thành nghiệp tan trí sáng, như mái nhà bị thủng thấy được mặt trời. Ba điều lợi ích của sự niệm Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ viết: Một câu niệm Phật tiêu diệt trọng tội 80 ức kiếp sinh tử, thuộc về quá khứ. Khi xưa, Ngài Giới Hiền Đại Sư là viện chủ Phật học viện Na Lan Đà. Về già bị bệnh phong, mỗi ngày đau nhức như có hàng ngàn cây gươm đâm vào mình. Giữa khuya đêm hôm đó, Ngài muốn đi tự tử. Khi vừa đặt chân xuống đất thì thấy Ngài Văn Thù, Phổ Hiền và Quan Thế Âm hiện ra bách bảo. Vì ông làm vua nhiều đời, một lệnh của ông ban ra máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Đáng lẽ ông chỉ hưởng phước thừa đời này, rồi đọa trăm ngàn kiếp dưới địa ngục. Nhưng ông truyền Pháp Đại Thừa và tụng kinh niệm Phật, nên được chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Nên sám hối để 3 năm sau có đường Tam Tạng Quyền Trang qua đây cầu học, thì hãy dạy Du Già Sư Địa luận báo ơn Phật. Khi Ngài Quyền Trang đến học, được thị giả kể lại như vậy. 2. Một câu niệm Phật tiêu diệt phiền não, tiêu tai duyên thọ, hưởng phước huệ, thuộc về hiện tại. Ở Hồng Kông, có một ông giám đốc ngân hàng bị bắt cóc tống tiền, xe chở ông ra ngoài ô thành phố.
ông thầm kêu cầu cứu Đức Quan Âm, khiến có đám đánh lộn chạy lòng vòng quanh xe ông. Cảnh sát ra can thiệp. Thừa cơ hội đó, ông xô cửa xe chạy ra cầu cứu. Bọn cướp bỏ chạy mất. Kết quả là ông không mất tiền, cũng không mất mạng. 3. Một câu niệm Phật khiến ta thoát khỏi lục đạo luân hồi, giáng sinh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn trường sinh bất diệt, thuộc về tương lai. Câu chuyện ông thợ vuốt. Đế Nhàn pháp sư thuở nhỏ ở cùng xóm với ông thợ vuốt. Thợ vuốt nghĩa là ngày xưa đồ kiểu quý hiếm, nếu bể rồi có thể hàn lại xài đỡ. Đến lúc tuổi trên 40, ông này phát tâm xuất gia, cầu ngài Đế Nhàn làm thầy. Ngài Đế Nhàn không nhận, ông thành khẩn xin. Ngài Đế Nhàn ra điều kiện là xuất gia không được thọ giới và không được ở chùa. Ngài kiếm cho cái miếu quan để ở, phải chuyên tâm niệm Phật. Sau khi niệm Phật 4 năm, ông biết trước ngày giờ chết. Ông lên chánh điện niệm Phật, đứng suốt 3 ngày đêm, đợi ngài Đế Nhàn đến lo hậu sự. Qua câu chuyện, chúng ta thấy vị này không biết chữ nghĩa nên thầy không cho thọ giới, nhưng chí tâm niệm Phật cũng thành công đắc quả. Hai cách niệm Phật. Ngài Phi Tích khai thị: niệm Phật về sự như bắn tên vào hồng điểm, như vậy sẽ trật nhiều trúng ít. Hồng điểm đây chính là danh hiệu A Di Đà. Hành giả nhớ niệm Phật thì trúng, còn nhớ các tướng trần thì trật. Đa phần chúng ta nhớ trần nhiều, niệm Phật ít, nên nói trật nhiều và trúng ít là vậy. Còn người niệm Phật về lý như bắn tên vào hư không, mỗi phát mỗi trúng. Thật tướng của giọt nước, hạt bụi, chiếc lá, con người đều từ tánh đại quang minh, nên vật vật đều là hồng danh A-di-đà. Ngài Tinh Dân bảo: tôi không lần chuỗi mà duyên tới đâu đều niệm A-di-đà. Thấy cột đèn, niệm A-di-đà. Thấy xe hơi, niệm A-di-đà. Thấy người cũng niệm A-di-đà. Duyên tới đâu cũng là đạo. Sáu chữ hồng danh nhiếp vạn pháp khiến toàn thể vọng đều quy chân, không chìm theo trọng tội. Người niệm Phật không bị tội nghiệp làm trở ngại sự giáng sinh. Dĩ như đồ sắt trong ruột rỗng không, như thùng rỗng nên vẫn nổi trên mặt nước. Người niệm Phật tâm rỗng không tỏa sáng, cũng như vàng ra khỏi quặng, chẳng còn lẫn bụi đất. Tâm Phật không còn lẫn tâm trần, nên không chìm theo trọng tội. Niệm Phật chính là phóng ánh sáng trí tuệ. Niệm Phật như mở đèn, Phật tâm chiếu sáng, tắt đi thì hào quang không thể chiếu rọi. Đức Phật xác nhận, tất cả mọi chúng sinh, ai cũng có khả năng chứng đắc chân lý. Khả năng ấy gọi là tuệ nằm trong tâm, được ví như mặt trời hay hòn ngọc quý, lúc nào cũng sáng trong. Bao vọng tưởng như tấm màn dày đặc làm cho ánh sáng mặt trời và sắc ngọc không tỏa ra được. Tuệ thành mờ ám, khiến cho sự thấy biết sai lệch, không thấy thực tướng của sự vật. Việc tu là tẩy rửa vọng tâm, loại bỏ dần bóng tối vô minh của tâm để cho tuệ sáng tỏ. Bốn viên ngọc dạ minh châu. Khoảng năm 1963, ở tỉnh Tây An, Trung Quốc, giữa phố cổ có gia đình họ Ngô là gia đình công nhân,
gồm một vợ hai con, đứa con gái đầu 13 tuổi, đứa con trai 11 tuổi. Ở đầu phố có bà lão bán nước trà, tứ cố vô thân, nên bác công nhân nhận về ở nhà mình để cho vui cửa vui nhà. Đến mùa thu năm ấy, hai đứa cháu vào buồng bà, thấy cái gối quá bẩn, xin bà cho giặt phơi. Bà bảo: "Thôi, cái gối nhỏ để bà giặt cho." Đến mùa xuân, bà bệnh cảm, người nhà bèn rước bác sĩ đến điều trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, mà bệnh trạng càng ngày càng nặng thêm. Bà gọi hai vợ chồng vào buồng rồi bảo: "Mẹ biết hai con tốt với mẹ, nên trước khi về dưới đất, mẹ tặng cho hai con một món quà quý." Rồi chỉ vào cái gối bẩn. Hai vị nghĩ bà cụ lớn tuổi chắc nói lẩn thẩn, nhưng cũng dân dạ cho bà vui. Đến khi bà mất được 3 ngày, hai đứa cháu và cái gối, khi bỏ hết vỏ đầu ra, thấy một cái gói nặng khâu rất kỹ bằng miếng vải màu vàng. Lần mở ra, trong có miếng giấy sáp chứa 4 hòn bi sáng kỳ diệu. Hai chị em bỏ vào ngăn tủ đợi cha mẹ về khoe. Bác Ngô đến mở hộc tủ, thấy ánh sáng từ 4 hòn bi phát ra. Bác nghĩ đây chắc là vật quý. Sáng hôm sau, bác điện thoại đến hãng xin nghỉ 1 tiếng đồng hồ để đem 2 hòn bi đến cửa hàng vàng bạc đá quý nhờ giám định dùng. Khi bác Ngô đưa 2 hòn bi ra, người chủ tiệm trông thấy trố mắt nhìn, hết sức ngạc nhiên nói: "Bác Ngô ơi, đây là ngọc quý hiếm, bác xin nghỉ 1 giờ nữa đi." Phòng giám định kẻ vô người ra tấp nập, họ bàn định việc chi mà đến lúc sau lại yêu cầu xin nghỉ 1 giờ nữa. Bác Ngô sốt ruột nói: "Thôi, tôi về đi làm, còn 2 viên bi để lại đây nhờ giám định sao?" Ông chủ nói: "Không được, bác Ngô phải ở lại đây, việc này rất quan trọng." Gần 3 giờ đồng hồ, cửa phòng giám định chợt mở ra. Bà cụ giám định hỏi: "Xin hỏi bác Ngô, còn mấy viên bi như vậy nữa?" Bác Ngô không vui bảo: "Có 2 viên thôi." Một cụ già đi sau, râu tóc bạc phơ, cười sảng khoái: "Bác nói dối, còn 2 viên nữa." Bác Ngô nói: "Các cụ quá lắm." Ông cụ giải thích: "Việc là thế này, vào năm 1900, 8 nước phương Tây liên minh đánh nhau chiếm Bắc Kinh. Từ Hy Thái Hậu cùng vua Quang Tự chạy ra Tây An. Từ Hy Thái Hậu có một người tỳ nữ họ Dương rất được Thái Hậu sủng ái. Thái Hậu gỡ 4 viên ngọc Minh Châu trên mão Đại Quang giao cho tỳ nữ họ Dương, ra lệnh đến Tây Môn giao cho người thân tín là Lý Trung Đường giữ. Nếu để mất sẽ bị chặt đầu." Tỳ nữ được giao tín vật lén ra cửa sau hậu cung, chạy theo dòng người chạy giặt. Cung nữ này rõ việc Từ Hy Thái Hậu cùng Lý Hồng Chương mưu toàn bán nước, nên không làm theo lệnh mà lặng mất luôn. Bác Ngô hỏi: "Xin cụ cho biết cung nữ này lúc đó bao nhiêu tuổi?" Cụ già trả lời: "Khi ấy thì 17 tuổi. Bác Ngô nhẩm tính, năm 1900 mà 17 tuổi thì đến nay năm 1963 là 80 tuổi phải rồi." Bác Ngô nói: "Cụ Dương nhà tôi đúng 80 tuổi, đã quy tiền 3 hôm rồi." Cụ già nói: "Đáng tội nghiệp, 14 năm qua, sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới, nhà nước ta vẫn nhắn tin đi khắp nơi tìm cụ." Bác Ngô nói:
Vậy sao các đồng chí không nói cho tôi biết ngay, lại còn bắt tôi phải chờ hơn 3 tiếng đồng hồ từ sáng tới giờ? Bác Ngô, thế mới là chuyện quốc gia đại sự chứ. Đúng hôm đó, có đồng chí Quách Mạc Nhược, Phó Thủ tướng, tới thăm Tây An. Họ đã liên lạc được và báo cáo với ông về việc quan trọng này. Sau đó, những người có trách nhiệm đến nhà bác Ngô nhận thêm 2 viên ngọc còn lại và được ủy nhiệm của cấp trên trao cho vợ chồng bác Ngô 10 vạn nhân dân tệ. Quá bất ngờ và cảm kích, bác Ngô bảo: "Không, đã là báo vật quốc gia, một xu tôi cũng không dám nhận. Nếu bác không nhận món quà mọn này, chúng tôi không làm tròn bổn phận." Sau cùng cấp trên nói: "Đây là tiền phụng dưỡng cụ Dương 14 năm qua." Bác Ngô mới vui vẻ nhận. Qua câu chuyện, hành giả thấy 4 viên ngọc và minh châu được gắn trên mão đại quan của Từ Hy Thái Hậu là vật cực kỳ trân quý. Khi vào Tây tỳ nữ họ Dương, bao năm trời 4 viên ngọc nằm trong chiếc gối bẩn. Phật tánh của chúng sinh cũng vậy, nhiều đời nhiều kiếp phải nằm trong cái thân tứ đại hôi tanh và bị gói kín bởi vọng tâm, tham, sân si, buồn giận. Phật đầy đủ trí huệ giúp chúng sinh phát huy viên ngọc quý từ tánh của mỗi người bằng cách dạy hành giả thời thời niệm Phật, vì mỗi câu hồng danh của Phật A-di-đà làm cho tâm quan phát sáng. Viên ngọc báu của tự tánh phóng ánh sáng khắp pháp giới, khiến cho phàm tâm chuyển thành Phật tâm trong mỗi niệm. Nên nói, tâm là Phật, niệm Phật làm Phật luôn. Pháp quán dụ tâm. Phải trực nhận sâu sắc rằng, trong sinh hoạt hàng ngày, đi đứng, nằm ngồi, giơ tay, cử chân đều từ diệu tâm trong sáng khởi dụng. Tư tưởng sáng lên rồi diệt đi, như chim bay không để dấu trên bầu trời trong sáng. Lối quán niệm liên tục như vậy gọi là sống không lìa tự tánh. Ngài Minh Trực Thiền Sư trong lời Di Huấn viết: "Tu sao thấy Phật nơi lòng, ngày đêm như ngọn đèn trong, huệ đăng chiếu khắp từ trong tới ngoài. Khá niệm niệm soi hoài chớ tắt, đừng để cho sáu giặc xâm lăng." Sáu giặc đây chỉ lục căn duyên lục trần, mà người đời nói là tam bành lục tặc. Mỗi niệm không quên niệm Phật. Này xét thấy người tu tịnh độ nhiều, kết quả giảng sinh rất ít, dĩ như bông xoài trứng cá. Do thiếu sự dõng mãnh hạ thủ công phu, nên tâm vô minh không diệt, tịnh nghiệp không thành. Tâm vô minh của chúng ta như đống lửa hồng, muốn dập tắt ngọn lửa lớn không thể dùng vài gáo nước, mà phải liên tục tạt nước vào, lửa kia mới tắt. Này phải đi đứng nằm ngồi trong tâm niệm Phật hiệu luôn không dứt, mới mong có ngày nghiệp tiêu trí sáng, thành tựu công đức giảng sinh. Nên nói, tu là mỗi niệm không quên, như khắc vào đá không cho phai mờ. Không thể thiếu hơi thở. Khi xưa có một thanh niên hết lòng cầu đạo, có một đại sư ngày ngày ngồi thiền gần bờ sông. Thanh niên đến quỳ sau lưng đại sư nhiều ngày để tỏ lòng cầu đạo. Ngày kia, đại sư thình lình đứng dậy, lôi thanh niên đến bên bờ sông, xô xuống nước, rồi nhận đầu anh vào nước. Bị ngạt, thanh niên dùng giấy chạy lên bờ. Đại sư đến gốc cây ngồi thiền trong tư thế an nhiên. Thanh niên thở hổn hển đến thưa cùng đại sư:
thầy không bằng lòng nhận con làm đệ tử thì thôi, sao thầy dìm con xuống nước? Đại sư từ tốn hỏi, lúc ở dưới nước con nghĩ gì? Thanh niên đáp ngay, con không nghĩ gì khác hơn là được thở. Đại sư bảo, đây chính là bài học hết sức quan trọng. Muốn xả thân cầu đạo, con muốn tu đạo giải thoát, dạng duyên phải buông xả. Trong tâm chỉ giữ độc một tánh trong sáng, không khởi niệm thứ hai. Còn có làm được như vậy mới mong đạt được sự giải thoát trong đời này. Tiếng niệm Phật nhập vào pháp giới. Có người hỏi, tiếng niệm Phật có trùm khắp hư không pháp giới không? Hòa thượng Tịnh Không trả lời, có. Trong kinh Phật thường dạy, tướng không rời tâm, tâm không rời tướng. Cái chân tâm của chúng ta, nguyên gốc của nó rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào hư không, vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng phân biệt, chấp trước làm chướng ngại tâm bản nhiên của mình. Mở rộng tâm lượng trong pháp môn niệm Phật là một phương pháp vi diệu, rất đặc biệt, thù thắng, có thể khiến phàm phu trong một kiếp được bình đẳng thành Phật. Chính phẩm giảng sinh. Trong Quán Kinh Tứ Nhiếp Sớ, Ngài Thiện Đạo viết, Phật giảng chính phẩm giảng sinh trong Quán Kinh, chỉ vì chúng sinh trầm luân, chẳng vì Bồ Tát La Hán. A. Ba bậc thượng phẩm, phàm phu gặp duyên đại thừa. B. Ba bậc trung phẩm, phàm phu gặp duyên tiểu thừa. C. Ba bậc hạ phẩm, phàm phu gặp ác duyên, nhưng khi lâm chung, duyên mây gặp thiện tri thức dạy niệm Phật cũng được giảng sinh. Mới biết pháp môn tịnh độ cứu vớt muôn loài, không bỏ sót người nghiệp nặng. Có câu chuyện một thượng tọa nổi tiếng trí thức đến gặp hòa thượng Giảng Đức hỏi về pháp môn tịnh độ. Thượng tọa hỏi, hòa thượng niệm Phật để làm gì? Hòa thượng bảo, tâm là Phật, niệm Phật làm Phật luôn. Thượng tọa lại bảo, tôi niệm Phật để trừ vọng tưởng. Hòa thượng bảo, thầy niệm Phật tiểu thừa. Cổ đức dạy, Phật với lòng từ bi vô lượng, vì chúng sinh lắm nghiệp nhiều chướng, ban cho pháp môn tịnh độ dễ hành dễ chứng, thậm chí đến lúc kinh pháp diệt hết, đặc biệt lưu lại kinh này 100 năm để làm thuyền bè. Do đó bảo là vì phàm phu lập ra pháp môn tịnh độ. Có duyên mới được độ. Khi Phật còn tại thế, những người gặp Phật, nghe pháp tu hành được đắc độ là những người có duyên với Phật. Khi Phật diệt độ rồi, kinh điển của Phật còn lưu lại ở nhân gian. Người gặp được kinh điển, tin hiểu như pháp tu hành cũng là người có duyên với Phật. Này gặp được kinh pháp tịnh độ, phát tâm tin sâu, nguyện thiết cầu sinh tịnh độ. Người này quyết định giảng sinh, sau cùng được Phật A Di Đà thọ ký thành Phật. Kinh dạy, dĩ như trồng cây hạt giống không bị mục nát, cây ấy có đầy đủ nhân duyên nảy mầm. Này thiện nam tử, nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hạt giống đầy đủ nhân duyên lại được thọ ký. Quá độ chúng sinh. Trong nhà Phật thường nguyện, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Ai tu cũng đều hướng đến mục đích cầu giải thoát thành Phật.
Nhưng thử hỏi, chúng ta là phàm phu, chưa chứng quả thánh, làm sao hóa độ chúng sinh? Tổ sư cho biết, nói hóa độ chúng sinh đây chính là hóa độ những chúng sinh gây nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà chưa mất thân người. Chúng ta khuyên họ niệm Phật để được giảng sinh về cực lạc, vượt tắt qua sinh tử, không phải đọa vào ba cõi sáu đường là độ họ rồi. Còn hạng đã mất thân người, đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng, Quan Âm mới hóa độ được. Câu chuyện ông Hàng Vĩnh Ba, người Trung Quốc, thích ăn thịt rắn. Đến năm 2003, toàn thân da thịt nổi lên dậy rắn, ngứa ngáy gãi suốt ngày. Đi các bệnh viện chữa trên 2 năm, mất đi 2 vạn nhân dân tệ mà bệnh không có chút thuyên giảm. Nhóm Phật tử hội đồng tu biết được, phát tâm thay phiên nhau đến nhà tụng kinh và phóng sinh vô số lương cá trong 2 tháng. Với số tiền trên 100.000 đồng nhân dân tệ, bệnh khổ tự nhiên dứt. Đây nói lên chỗ nhiệm màu của Phật Pháp có thể giúp người tiêu tai giải nạn.